Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong khuôn khổ hội nghị tương lai châu Á lần thứ 29. Tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan cập cảng Hải Phòng chào xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Đại sứ quán các nước châu Phi tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Châu Phi với chủ đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh y tế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản và dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 29, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Kishida sớm thăm Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng Việt Nam thúc đẩy triển khai cụ thể, hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa hai nước, cũng như các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia và đóng góp của Việt Nam vào hội nghị tương lai châu Á, khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, Tanaka Akihiko. Ngày 23 tháng 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tiếp ông Jeong Seung-yeon, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Chống Tham nhũng và Quyền Công dân Hàn Quốc ACRC. Tại buổi tiếp, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và cá nhân hai nước. Việc ký kết và thực hiện bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và ACRC đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên nhằm nâng cao hơn nữa tính thực chất, toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng chống tham nhũng. Những kinh nghiệm hay trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Hàn Quốc đã và đang được Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu chọn lọc để đề xuất áp dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Trưởng Ban Nội chính Trung ương tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ giữa hai cơ quan sẽ có bước phát triển mới năng động, hiệu quả, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Ông Jeong Seung-yoon cho biết, gần 15 năm ký kết và triển khai bản ghi nhớ hợp tác, hai bên đã tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. Thời gian tới, ông Jeong Seung-yoon tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả, đồng thời góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Ban Nội chính Trung ương cũng đã tiến hành hội đàm với Ủy ban chống tham nhũng và Quyền Công dân Hàn Quốc. Mới đây, chỉ huy tàu cùng đoàn sĩ quan thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan đã cập cảng Hải Phòng đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Chào mừng thủy thủ đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường chia sẻ, đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan đến thăm thành phố cảng, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan nói chung và quan hệ hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước nói riêng. Thay mặt đoàn, Trung tá Yvonne Ban Busekom, Hải quân Hoàng gia Hà Lan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và bày tỏ vui mừng được tham quan thành phố cảng Hải Phòng xinh đẹp, năng động. Trung tá đồng thời bày tỏ vinh dự cùng thủy thủ đoàn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, quân đội và hải quân hai nước nói riêng, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hà Lan, cũng như giữa thành phố Hải Phòng với các đối tác của Hà Lan. Ngày 24 tháng 5, tại Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc Hà Nội, Văn phòng UNESCO Hà Nội đã chính thức công bố báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu 2023 khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề Công nghệ trong giáo dục, công cụ cho những đối tượng nào. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người làm thực tế và các chuyên gia thuộc khu vực tư nhân công tác trong lĩnh vực công nghệ trong giáo dục. Được biên soạn bởi nhóm báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu, cùng hợp tác với Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á CIMAO, báo cáo bao gồm 11 quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trình bày trong báo cáo, UNESCO khẳng định, tại Việt Nam, công nghệ số được chú trọng và áp dụng rộng rãi trong giáo dục phổ thông và đại học, với hành lang pháp lý cụ thể hướng tới chiến dịch chuyển đổi số quốc gia.
đội ngũ giáo viên được tập huấn thường xuyên, hiệu quả và tích cực về công nghệ số. Những môn học liên quan trực tiếp đến năng lực số như tin học, khoa học máy tính được chú trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia. UNESCO's been working with the Ministry of Education and other ministries in Vietnam, Ministry of Science and Technology, for example, to adapt the different frameworks that UNESCO has developed, that the UNESCO's member states has adapted at the global level on digital technology and digital technology in education. Also in the area of artificial intelligence, there's a recommendation on the ethics of artificial intelligence that UNESCO member states adopts in 2022. And we will be working with the Ministry of Science and Technology to implement that in the country. So there's a variety of strategies and documents that have been adopted at the global level that we want to help Vietnam implement here in the country. Với gần 78 triệu người dùng Internet, khoảng 79% tổng dân số và 161,6 triệu kết nối di động, Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người dùng Internet cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, một thách thức quan trọng được đưa ra trong báo cáo là làm thế nào để giải quyết vấn đề khoảng cách số giữa các vùng miền, các lứa tuổi trong xã hội. Chúng tôi thì hay nói là các bạn trẻ thế hệ ngày nay này thì là những công dân bản xứ trong một cái thế giới số. Còn thế hệ chúng tôi thì là những người nhập cư. Vì vậy là những người nhập cư thì rất là khó khăn để có thể hòa nhập trong một thế giới số. Chúng ta cần phải xây dựng một chương trình học tập phù hợp hơn cho thế hệ trẻ. Những cái nội dung về công nghệ, những cái nội dung về những cái công nghệ mới cần phải được đưa vào nhà trường ngày càng sớm. Không phải ai cũng có cái kỹ năng và cái nhận thức phù hợp đối với cái việc ứng dụng công nghệ trong việc học tập. Mình chưa nói đến cái việc là có những người không có khả năng tiếp cận đối với cả công nghệ, mà có những người là có tiếp cận nhưng mà họ lại không có cái tư duy hay là có cái tinh thần, có cái thái độ mình cho là nó phù hợp. Mình vẫn kỳ vọng có một cái chính sách nào đó, có một cái gợi ý về cách tổ chức chính sách nó cụ thể hơn để giúp cho cái việc ứng dụng nó thực sự nó hiệu quả và nó đồng nhất giữa các khu vực với nhau. Nhìn chung, những phát hiện của báo cáo giúp đưa ra một khuôn khổ để rà soát kỹ tình hình sử dụng công nghệ trong giáo dục tại Việt Nam một cách toàn diện. Những khuyến nghị, chính sách được đưa ra trong sự kiện cũng mang đến những gợi ý vừa cụ thể vừa bao quát nhằm hướng tới một nền giáo dục công bằng, hòa nhập và chất lượng cho tất cả người học trong bối cảnh chuyển đổi số nhanh chóng, đặc biệt trong giáo dục. Thưa quý vị, cả nước hiện có gần 30 trường đại học công bố kết quả xét tuyển sớm năm học 2024-2025. Các trường chia làm nhiều đợt, sau mỗi đợt sẽ có điểm chuẩn riêng với nguyên tắc điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt đã công bố trước đó. Theo vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm gần đây, phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông được nhiều thí sinh lựa chọn để giảm áp lực thi cử và tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Tuy nhiên, thí sinh lưu ý khi tham gia xét tuyển sớm, dù được công bố đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh vẫn chưa thực sự trúng tuyển. Các em thí sinh dù trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng đó lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không, kết quả trúng tuyển sớm sẽ không có giá trị. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển sớm, khi đăng ký trên hệ thống của Bộ, thí sinh chỉ cần đặt nguyện vọng 1 là chắc chắn trúng tuyển. Thưa quý vị, Ngày Châu Phi là sự kiện thường được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Thống nhất Châu Phi, tổ chức đầu tiên của Châu Phi và là tiền thân của Liên minh Châu Phi AU ngày nay. Tối ngày 24 tháng 5 tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Châu Phi tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Châu Phi với chủ đề An ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh y tế. Phát biểu tại buổi lễ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của Ngày Châu Phi, sự kiện trọng đại tôn vinh tinh thần đấu tranh kiên cường, bền bỉ của các nước Châu Phi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và những tiến bộ, thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển Châu Phi hòa bình và thịnh vượng ngày nay, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Châu Phi, cả ở cấp độ song phương và đa phương. Đại sứ Maroc Jamel Chouaibi, trưởng nhóm đại sứ các nước Châu Phi tại Hà Nội nhấn mạnh, với những thế mạnh, kinh nghiệm của Việt Nam và nhu cầu, lợi thế tự nhiên to lớn của Châu Phi, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực an ninh lương thực, y tế và năng lượng, hướng tới mục tiêu xây dựng thế giới thịnh vượng gắn kết. Tại lễ kỷ niệm, khách mời được tham quan quầy trưng bày của các đại sứ quán Châu Phi với nhiều nét văn hóa đặc trưng, thưởng thức ẩm thực truyền thống của các nước Châu Phi. Sáng ngày 25 tháng 5, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế và hội trại sinh viên khối sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đây là sự kiện chính nằm trong tuần lễ giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức bởi Trung tâm Khảo thi Ngoại ngữ và Trao đổi Văn hóa CLC. Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tuần lễ giao lưu văn hóa sẽ kéo dài từ 20 tháng 5 đến 25 tháng 5 năm 2024 và được tổ chức tại nhiều địa điểm trong Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuần lễ giao lưu văn hóa quốc tế đồng thời diễn ra vào dịp hội trại sinh viên năm nhất với chủ đề Land of Joy, sân chơi quy tụ sinh viên của trường. Ngày hội cộng hưởng tất cả những nét đẹp giao thoa tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây, cổ truyền và hiện đại, dân tộc và nhân loại. Trên quốc tế với các doanh nghiệp để làm sao đó thì trong quá trình học tập thì các kỹ năng của sinh viên công nghệ kỹ thuật thì có thể được phát huy bên cạnh kiến thức khoa học, kiến thức công nghệ, kiến thức đổi mới sáng tạo thì việc tham hiểu ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử là việc rất quan trọng và mang lại cái giá trị cốt lõi cho sinh viên Bách khoa Hà Nội, đó là tính kết nối, đó là sự thành công dựa trên nền tảng, đó là sự xuất sắc. Đến với sự kiện, các bạn sinh viên trong nước và quốc tế sẽ được đắm mình vào không gian văn hóa các nước qua những buổi chiếu phim và triển lãm miễn phí, được tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa lẫn cơ hội du học nước ngoài qua các workshop thiết thực và đặc biệt hơn cả là được tham gia các trò chơi, thưởng thức đặc sản lẫn các tiết mục biểu diễn đặc sắc tại hội trại. Ý nghĩa của cái tuần giao lưu văn hóa tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong dịp này là để tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế, những nhà nghiên cứu, những học giả đang học tập tại Đại học và nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội có cơ hội để thể hiện những cái văn hóa bản sắc của mình tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự kiện nhằm tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới như Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Mỹ. Thưa quý vị, với tầm nhìn chiến lược, định hướng trở thành trường đại học hiện đại, tiên phong đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn trong đào tạo, ngày 24 tháng 5, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức công bố bộ nhận diện mới, sự kiện với chủ đề Kỷ nguyên Thăng Long. Là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu đa hình thức và hiệu ứng. Đây là dịp để các thế hệ sinh viên có cơ hội được tiếp cận với những trải nghiệm mới, tự hào với bước chuyển của ngôi trường với 36 năm tuổi thông qua các hoạt động như đường hầm trải nghiệm thị giác, trưng bày thời trang hay photobooth. Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi là một trong những người khoác lên trên mình bộ quần áo của Trường Đại học Thăng Long. Đây sẽ là một cái dấu mốc và đặc biệt là một cái kỷ nguyên mới đối với bản thân em cũng như là tất cả các bạn sinh viên Thăng Long. Bộ nhận diện mới này màu sắc tươi sáng, năng động, trẻ trung mà rất là lịch sự cũng như là đem đến cho mình cảm nhận thấy là thứ nhất là cái sự tự hào vì là cựu sinh viên của Trường Thăng Long và chắc chắn sẽ đem đến cả sự tự hào nữa cho các bạn tân sinh viên. Bộ nhận diện mới của Trường Đại học Thăng Long bao gồm 3 màu sắc chính, xanh dương, đỏ và trắng, tối ưu lối minh họa sáng tạo với các hình khối kỳ hà, ra đời từ những cảm hứng liên quan đến trí tuệ cổ đại, được lồng ghép kết hợp dựa trên nền tảng 4 giá trị cốt lõi, tầm nhìn về ứng dụng thực tiễn, tiên phong trong đầu tư về điều kiện giáo dục, linh hoạt, thích ứng với thời đại, đề cao tinh thần tự do, tự chủ trong con người. Đặc biệt thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới này sẽ góp phần khơi dậy sự sáng tạo của thế hệ trẻ, tiến tới trở thành những sinh viên toàn cầu. Chúng tôi đã tạo ra những môi trường ứng dụng và nó sát nhất với thực tế để các em có thể làm quen với môi trường như một xã hội thu nhỏ trong Trường Đại học Thăng Long. Từ đó các em có thể có một cơ hội tốt hơn trong việc tìm kiếm việc làm ngoài thị trường. Khi đã có một đội diện thống nhất như này rồi thì chỉ sau một vài năm nữa, mọi người đi đến bất cứ đâu và nhìn thấy một hình ảnh như này trên đường, mọi người sẽ biết là đây chỉ có thể là Trường Đại học Thăng Long thôi. Đấy là tính nhận diện rất cao. Được triển khai từ giữa năm 2023 và hoàn thành vào đầu năm 2024, dự án xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới của Trường Đại học Thăng Long không chỉ thể hiện sự phát triển và thức thời mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới cho chất lượng giáo dục cùng với sự cam kết và quyết tâm hướng tới mục tiêu tiên phong trở thành đơn vị đào tạo giáo dục uy tín, chuyên nghiệp và sáng tạo tại Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.